chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đến với huyện Nam Trà My để đi thăm vườn sâm Ngọc Linh ở nơi đây. Sâm Ngọc Linh là một loại sâm quý được tìm thấy ở các xã vùng cô của huyện Nam Trà My trên đỉnh núi Ngọc Linh. Qua nghiên cứu cho thấy, sâm Ngọc Linh có tác dụng thực tiễn đối với sức khỏe của con người. Loại sâm quý này sống và phát triển tốt ở vùng đất có độ ẩm khô, khí hậu quanh năm mát mẻ. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người lên thăm vườn sâm của anh Dân, cùng nghe anh chia sẻ về kỹ thuật trồng và bảo vệ sâm Ngọc Linh như thế nào. Trên đường đi thì chúng ta sẽ ghé lại một ngôi làng của xã Trà Con, và anh em có chuẩn bị một ít bánh kẹo lên cho mấy đứa nhỏ và cùng xem bà con ở nơi đây thu hoạch lúa rẫy như thế nào nha. Đoạn đường đi lên khá là xa và nguy hiểm, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh em tụi mình. Chào mọi người. Giờ thì mình với lại anh Dân với lại Thở sẽ đi lên trên cái đường sâm, và mấy anh em sẽ đi lên cái đường này. Còn cái đoạn đường này á, đi thẳng lên là lên hướng bên Lăng Loan này. Đây, lúc nãy mình ở dưới này mình chạy xuống đến cái nhà của cô kia thì gửi xe ở chỗ đó, rồi mấy anh em đi bộ lên. Tụi mình sẽ ở trên đây một đêm, sáng mai thì tụi mình sẽ về lại. Đây, bây giờ là 7 giờ 23 phút. Thì để xem thử là mình sẽ đi lên tới vườn sâm là khoảng bao nhiêu tiếng. Và trên cái đường đây thì mình sẽ xem thử là mình nghỉ bao nhiêu chặng thì mình mới đến được với vườn sâm. Đem đồ hơi bị nhiều đó mọi người. Này, mình nghe cái ba lô luôn. Chủ yếu là đem đồ ăn với lại đồ để lạnh, tối ở lại đó nó lạnh, cho nên là mặc ổ ấm. Tụi mình chuẩn bị rất là kỹ mọi người, nhưng mà mới leo một cái dốc rất là cô muốn mệt. Trời ơi, ở chỗ đây có cây bưởi nè, trái quá trời hả. Đã chưa, tiếp tục. Để lên được trên vườn sâm thì tụi mình sẽ vượt rừng đi bộ khoảng 5 giờ đồng hồ. Cái đoạn đường nó khá là xa. Mày quên nói không nổi. Ổi hả? Ướm ướm mà ăn được. Coi thử. Mi bấm rồi thổ. Mi lâu để ta hé cho. Hé để lại nó chấm muối ăn ngon mày. Chín quá đậu ngon. Ta không quay não luôn á. Ta biết mà, ta đi rồi ta biết rồi. Cứ bình tĩnh. Thổ vẫn thở không ra hơi rồi. Tức hết luôn à. Tức muốn ái thôi. Đừng có trùng còn chứ, sao lưng anh ơi. Có trùng hả? Bộ ấy. Bộ xanh hả anh? Còn còn.
Nước ở trên đây nó rất là mát mà. Ui, chết. Chạy chạy mấy đứa nhẫn ra cho nó chạy này. Chạy mấy đứa nhẫn ra cho chạy. Mấy anh em có mang một ít kẹo mút lên cho mấy đứa nhỏ ở trên lòn. Chưa được quá hả? Vũ. Chưa ăn kẹo. Trời thì bà con đa phần là mọi người đi lồm rải hết rồi. Còn mấy đứa nhỏ ở nhà nhiều hơn. Chào. Nói hả là chào cho ba con nè. Họ đi học rồi. Dạ, thấy là... À, bên đây là giữa tuần, cho nên là tụi nhỏ đi học. Mừng đem về cọ chắc lắm. Làm cọ bụt. Về từ tập của lợm. Bum bum. Lấy cái ăn ha. Mình thấy cho xuống nhận qua thông thông rồi chứ. Mẹ. Đó, phải bò, không bò nha. Phải bà. Thấy đậm rồi, nhà lấy gì nữa. Ừ, gọi là bố đi. Bố đường đó. Bố đường là ở bên nia gì nữa. Ở bên nia là chị Thái. Bố đường ơi. Bộ đường ơi, coi ăn dâm là gọi ít. Ô đi mò đó. Mình ăn tới nhanh lây. Mình ăn tới mẹ tăn ăn. Chị ta cười. Mà không phát cái bạp kia thì ảm ra ăn. Ô phải ngay. Đầu qua. Bộ đường đó. Bộ đường. Bộ đường. Ngô bên đường. Sách tháng năm. Ủa cho con đeo con chụp của mình á. Con Dân mới tặng cho bố một cái sợi dây. Tối hôm qua thấy Dân ngồi cái dây này đó. Đẹp quá. Bên, rất bên. Dạ. 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 Em lên trong cho biết. Rồi, dạ. Không điều. Dạ. Lưới. Giờ mấy anh em sẽ tiếp tục đi lên trên rừng sâm. Cái đoạn đường nó còn phải nói là rất xa mọi người. Xa lắm. Ở dưới đây nhìn lên thì chỉ thấy mây thôi. Cái ngôi lòn mà lúc trước ngôi lòn mà hồi nãy tụi mình dừng lại và gặp bà con cho kẹo mấy đứa nhỏ. Lúc trước là nằm ở phía trên nè. Nhưng mà hồi chiến tranh á là Mỹ nó thả bom rồi nó đánh ở trên này. Nên là dần dần bà con chuyển xuống phía dưới đó để ở. Dân đang dẫn anh này vô xem cái mảnh bom còn sót lại. Đây, quả bom. Cái này. Quả bom thời Mỹ đó hả? Ê, bác, bao vô thổ lắm nè. Chỉ cần đứng làm một tí là
không bợ liền. Gặp mấy anh chạy đi rẫy về. Phải công nhận bà con người ta đi giỏi thiệt mọi người. Mấy đứa nhỏ nó có đi học từ dưới từ trên đây này mà không phát bù quá trời. Mấy đứa nhỏ tới đi bộ từ trên này mà xuống túc dưới kia nó học. Ở đây nhá, còn đứng lại lẫn còn bù. Ok, mình có mon đôi dứa đây rồi nhưng mà cũng sợ. Mấy anh em đang có hẹn với mấy anh người đồng bộ ở trên đây. Mà anh lồng rãi đây này, chắc là tụi mình sẽ nghỉ lại một tí. Cái đường này đẹp ghê không mọi người. Hai bên là lách bờ khía, cái này là lách bờ khía này. Gọi cái này còn gọi là cây đốt đây. Cây này để mọi người hay tước cái bông của hắn về để lồn cái chổi quét nhỏ kìa. Tụi mình có đem một ít rượu với là mồi là anh mời mấy anh em ở trên đây. Anh Văn, anh đi, lúc nào anh mặc mái cái ố, trời anh đi, anh cởi hết rồi. Nóng quá, chịu hết nổi. Bà con đang lạc mấy cái bông lúa kìa, đang mùa thu hoạch. Bữa nay mình đi thì mọi người thu hoạch cũng gần xong rồi á. Không còn nhìn thấy được cái lúa nó chín vàng. Với lại lúa rẫy này thì cái màu của nó hơi sẫm sẫm như vậy. Này. Ở đây nhìn qua bên kia đẹp chứ. Phong cảnh tuyệt vời. Nằm đây được chứ. Đó là mình mua đó nằm đây. Gió bão nữa. Cái này là bị gió bổ hư hả? Anh. Cho nên là mình phải lạc từng cát ra chứ không là mình cát cũng dễ hơn này. Năm nay là hành hát đi. Dạ. Không có trúng. Nếu mà được to to thì được anh. So nhỏ. Anh có khi em hết tay nữa. Ôi chua nữa này. Thì ta chơi được nữa. Mấy xe nó tốt luôn thì cho anh tốt thử thì. Rồi nó không đau, nó còn dễ mà nên chị của em nhổ luôn cả nhổ cả cả gục luôn.
hình như em tuốt xe kỹ thuật răng bị rớt ra ngoài hết. Mình chắc vô mà chết được. Chị lồm nhanh tay ghê. Cái này là mình tuốt là bữa sáng chín tiếp mình tuốt tiếp hả? Không, bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Lép hết nè. À. Nay về mình giỏ hả chị? Không, về bỏ kho luôn. À. Đối với người đồng bộ xe đang ở đây, hạt vụ hạt cơm được quý giống như là hạt ngạc của trời ban tặng vậy. Có được hạt lúa dư dả là cả một niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình. Để mình kiếm một cái hột chắc mình bắt ra xem thử nha mọi người. Nhìn nó giống cái hột nếp hả? Ui, mong tài nó gớm. Đầy đường dơ quá mà. Chị lồm nhanh tay kia không? Chuyên nghiệp rồi mà. Cái đốm này cũng bự ra mà tút nồ mới sao vậy? Mái ngà hả? Tút cỡ lao không? Hai ba ngà hả? Em thấy lộng. Đây này, gỗ đỏ. Gỗ này nó rất là tốt nha mọi người. Cái hàm lượng dinh dưỡng của hắn cô. Với là ở trên đây bà con trồng không có phun thuốc men, không có gì hết. Trồng tự nhiên cứ trồng xuống rồi tự nó lây. Rồi đến lúc nó ra trẻ, ra bầm, ra đến lúc thu hoạch như vậy rồi. Cho nên là dùng cái gỗ này không tốt. Không như mình là phải bón phân rồi phun thuốc trừ sâu các kiểu. Dạ, cái này gọi là cái gì chị? Chạc. Cái chạc hả? Chạc. Cái chạc. Mấy chị mang cái này trên người xong rồi tuốt lúa bỏ vô đây. Đẹp quá. Mời quá rượu giống nước ngọt, giống sờ tiên đây. Cái đó à? À, giống như cái tượng mồ của phụ nữ. Ừ. Bằng đó mà cái còn cái bằng tay có hết nữa. Nó chảy nước rồi. Nó hai một bộ đó. Một bộ bằng đó. Đã. Giống như là một người phụ nữ, một người đàn ông. Ừ, có hết. Mà ở trong cơ thể nó trong một bật suy gì nè nè. Suy đây nè. Chỗ nguồn hang ra thì nè nè. Mà ta cho kia nước không còn nữa. Đây. Mồi đây. Mồi. Dưa dưa leo vườn đó. Ừ, ngon. Ủa cái này cái gì vậy anh? Dưa đó. Cái dưa ra một cái hình đẹp cho mọi người. Thịt nướng này. Sơn bữa qua đi bón mấy đứa bón thăm một đứa đi tất cả từ nhà về nó nhậu nhậu. Sâm à? Không biết hoa gặt mua hay sơn hả? Sơn chuân gì nữa? Thì đây em thấy mọi người thích ăn trào ca hay trào ca và để cho nó sao ta, nó sạch miệng với lại nó xài. Dạ vâng, như là thích ăn đi ăn thuốc bột chắc chắc rằng hiểu thuốc bột vô không láng. Cái tình này bữa nay mới là Hồ Văn Tốt. Đây là Hồ Văn Nia. Hồ Văn Nia, Hồ Văn Tốt. Cái này mà ăn lần đầu ăn xài đúng lắm đấy chứ. Đúng rồi, ăn cái này xài. Ừ. Nhưng mà cũng quên ăn miếng rồi như đồng bào ở đây là không xài. Dạ. À. Em giờ... mà chết. Chờ em ăn cái này vô là em khỏi đây luôn này. Em nằm ở đây luôn. Đúng rồi, quên ăn nữa mà. Mà dạ. Quên lần thứ hai, lần ba đâu có xài mà. Với nhập khẩu anh ra là anh đặt tên là Hồ Văn Văn. Nhà Hồ Hồ hả? Nếu nhập khẩu ra con là anh đặt là Hồ Văn Văn. Trước kia là đặt tên như thế nào? Anh là Võ Văn Văn. À. Cái lúa này mình trồng bô lao là mình thu hoạch được anh? Mình tông mua tháng tư mình tỉa thôi. Tháng tư mình tỉa là bữa nay đến tháng 9 là mình thu hoạch. À, tháng 9 là cỡ khoảng 5 tháng á. 5 tháng. 5 tháng là tháng 9. 5 tháng 9. À.
Bà con ở đây mưa tháng 3, tháng 4 đó là dạ. Họ tía hết. Đến mưa tháng 6 là không có. Là một năm chỉ một vụ thôi. Một vụ thôi ở đấy. Dạ. Mà ruộng là có hai vụ. À, ruộng là tháng 12 mình gieo mình cây rồi. À. Đến mưa tháng 5 mình cắt. Dạ. Rồi cái đó là rụng nước đó mọi người, là he vụ. Lúa nước là he vụ, còn cái lúa rải nên là chỉ một vụ thôi. Cái nó mình bỏ thôi. Đúng cây rau cái việc để nó thôi. Dạ. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Sức khỏe thôi. Chúc anh với mấy chị ở lại làm việc vui vẻ. Rồi coi đâu. Dạ. Cái này. Thế anh à, anh Jack ơi. Giờ mấy anh em sẽ tiếp tục chuyến hành trình đi lên vườn sâm. Có xí trưa nướng ăn cây mì. Rồi. Cái này chờ mình lồn tối về hay là trưa có về không? Về vé nè, nhanh vé. Không nhanh vé. Đấy. Chắc xí về luôn, về nóc luôn. À. Đi ra cho khác nữa. Không phải chưa về đâu. Chắc xí về mình làm nhanh mà. Dạ. Đi lên anh, dắt rồi. Dắt đường cho em lên đi. Em đi ngay. Để. Này. Bye bye. Ai có bao giờ mày mấy trẻ mày là lồng quay cái đình dân là dùng em đây luôn chị. Dạ. Phát quan tan nhiên đấy.